Ok và hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Gà đây. Thì hôm nay cái gì đến nó cũng đến các bạn ha. Chúng ta đã đạt được cột mốc là trên 500 subscriber rồi. Thì mình sẽ làm một cái event nóng cho các bạn luôn ha. Để tham gia cái event này, các bạn vào cái group của mình, nhớ tham gia vào cái group của mình nha. Và các bạn sẽ thấy một cái bài post ở như thế này. Các bạn hãy comment một dấu chấm bên dưới, tức là các bạn đã tham gia. Và mỗi người chỉ được comment duy nhất một lần. Và các bạn nhớ làm đúng theo cái điều này, nếu không các bạn sẽ không được tính lập lệ nha các bạn. Đúng 8 giờ tối ngày hôm nay mình sẽ khóa comment lại, và 8 giờ rưỡi, khoảng tầm 8 giờ rưỡi ha, khoảng nửa tiếng sau á, thì mình sẽ livestream, mình sẽ quay số trực tiếp cho 5 bạn may mắn nhất, và mỗi bạn sẽ nhận được 100 Robux. Và sự kiện đặc biệt ngày hôm nay á, là ngày Tết 1 tháng 1 ha, cho nên 10.000 chúng ta sẽ được 150 Robux. Do đó cái sự kiện này có tên là giveaway 750 Robux nha các bạn. Mỗi bạn sẽ được 10.000 tương đương 150 Robux, và mình sẽ gửi thẻ cào qua tin nhắn Facebook cho những bạn trúng giải. Và cái link của cái nhóm á, nếu bạn nào chưa tham gia thì mình sẽ để bên dưới cái phần comment ha. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, tại vì có các bạn nên mình mới đạt được con số 500 subscriber ngày hôm nay. Và hy vọng tới Tết ta, Tết Nguyên Đán của mình á, thì chúng ta sẽ được một con số cao hơn nữa và có những sự kiện lớn hơn nữa. Rồi, chúc các bạn may mắn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào 8:30 tối nay. Xin chào.